và em đã biết nói tiếng yêu đầu tiên, và em đã biết thương nhớ, biết giận hơn lặng lẽ rồi. Alo 1 2 3 4 5 6 7 Alo 1 2 3 4 Alo 1 2 3 4 5 6 7 Từng cho nó xanh mãi mãi, từng hạt mưa long lanh rơi mùa xuân. Và trong ánh mắt lấp lánh lời yêu thương ai ngập ngừng. Mùa xuân đã đến bên em và mùa xuân đã đến bên anh thì thầm. Làn gió khẽ vuốt tóc em và làn gió nói cùng em nhớ thương. Và em đã biết nói tiếng yêu đầu tiên, và em đã biết thương nhớ, biết giận hơn lặng lẽ rồi. Mày bị lát nha mọi người ơi. Một xuân đã đến bên em trao nụ hôn, và một xuân đã trao cho em ánh mắt anh. Để rồi đã rơi, để rồi ngắt ngây. Alo 1 2 3 4 5 6 7 Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Alo. Từng trôi nón xanh mơn man, từng hạt mưa long lanh rơi mùa xuân. Và trong ánh mắt lấp lánh lời yêu thương ai ngập ngừng. Mùa xuân đã đến bên em và mùa xuân đã đến bên anh thì thầm. Làn gió khẽ vuốt tóc em và làn gió nói cùng em nhớ thương. Và em đã biết nói tiếng yêu đầu tiên, và em đã biết thương nhớ, biết giận hờn. Mùa xuân đã đến bên em trao nụ hôn, và mùa xuân đã trao cho em ánh mắt anh. Để rồi đã say, để rồi ngất ngây. Và em đã biết nói tiếng yêu đầu tiên, và em đã biết thương nhớ, biết giận hờn. Mùa xuân đã đến bên em trao nụ hôn, và mùa xuân đã trao cho em ánh mắt anh. Ô lại mèn lét mọi người ơi. Để mẹ nó bị lát mọi người, gần xong bài rồi mọi người. Mọi người thông cảm nha. Chạy vòng 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 nè. Để rồi đã rơi, để rồi ngắt ngây. À, tạm biệt vừa hát karaoke của chồng Lo là Alokio VIP 180 gồm là một bát bốn tấc, một bát kép và một bát chung 15. Mọi người cùng xem qua thử nhé. Vâng, và video đến đây là kết thúc rồi. Lâu kéo tạm biệt, xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể khách quý đã dành thời gian theo dõi và xem video. Mọi thông tin liên hệ, khách quý vui lòng
gọi trực tiếp vào số điện thoại, hoặc chúng ta truy cập vào website loakeotamviet.com, hoặc truy cập website cá nhân của Tín là nguyentonquốctín.com. Mọi người đừng quên nhấn nút đăng ký kênh hay còn gọi là nút subscribe để chúng ta có thể là cập nhật về những video mới nhất cũng như là hữu ích nhất sắp tới nhé. Lo Kéo Tâm Việt kính chúc cho mọi người luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Khách quý nào chúng ta muốn biết thêm về kiến thức lo kéo cũng như để chúng ta trang bị cho bản thân mình kiến thức mua hàng an toàn và tốt hơn, thì mọi người đừng quên truy cập website chuyên gia của bên mình, đó là kiến thức loa karaoke.com nhé. Cảm ơn mọi người.